triệt phá đường dây mua bán gần 1 tấn thuốc nổ, hơn 430 viên đạn. Ninh Văn Hoạt, 34 tuổi, ở Quảng Nam, lợi dụng việc công ty được phép sử dụng thuốc nổ tại các công trình, đến bán vật liệu nổ cho nhiều người với số lượng rất lớn. Ngày 24 tháng 11, Công an Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 6 người gồm Ninh Văn Hoạt, 34 tuổi, Hồ Văn Trà, 25 tuổi, Ngô Thị Phượng, 49 tuổi, cùng ở huyện Nam Trà My, Lê Tiến Dũng, 43 tuổi, ở huyện Phước Sơn, Đặng Sĩ Kiều, 48 tuổi, ở thành phố Tam Kỳ, Vũ Xuân Thành, 46 tuổi, ở huyện Bắc Trà My để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Ngoài ra, cảnh sát đang truy tìm Nguyễn Xuân Lý, 51 tuổi, ở huyện Bắc Trà My đang bỏ trốn cùng về hành vi trên. Ngày 17 tháng 11, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an các địa phương đồng loạt bắt quả tang và khám xét nhiều địa điểm của nhóm người trên. Tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, lực lượng chức năng bắt quả tang Ninh Văn Hoạt và Hồ Văn Trà đang bán trái phép 125 kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện cho Lê Tiến Dũng. Khám xét nhà Dũng, cảnh sát thu giữ 725 kíp điện, 100 kg thuốc nổ, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera. Cùng ngày, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Xuân Lý và vợ là Ngô Thị Phượng ở xã Trà Sơn, huyện Nam Trà My. Tại đây, công an tạm giữ 250 kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn các loại, 3 hộp đạn chì, một súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Điều tra mở rộng, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Sĩ Kiều ở thành phố Tam Kỳ và thu giữ 500 kg thuốc nổ. Kiều khai nhận đã cùng Vũ Xuân Thành mua số thuốc nổ trên của Ninh Văn Hoạt. Tổng tang vật tạm giữ trong vụ án gồm gần 1 tấn thuốc nổ, hơn 7.780 kíp điện, 431 viên đạn, một súng tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Đại úy Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, cho biết vụ án do Ninh Văn Hoạt cầm đầu. Nghi Phạm Hoạt là nhân viên công ty Thành Tân, lợi dụng việc công ty được phép sử dụng thuốc nổ tại các công trình nên bán vật liệu nổ cho nhiều người với số lượng rất lớn. Nhóm nghi phạm tổ chức mua bán, tàng trữ thuốc nổ rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng, lựa chọn những nơi có đường độc đạo nằm sâu trong núi hoặc cất giấu hàng tại những vị trí kín đáo rồi mới thông báo đến lấy hàng. Nhóm này hoạt động có sự phân công, móc nối với nhiều người tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, có tính chất dấu hiệu của băng nhóm có tổ chức nguy hiểm, Đại úy Tuấn nói. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.